Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Days. Thì lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau trong video như thế này phải không? Tại vì nói chung là thời gian vừa qua lại một lần nữa là mình đã trải qua một thời gian lười. Nhưng mình hứa các bạn từ nay mình chăm chỉ ra video, thậm chí là ra video hàng tuần. Nên các bạn nhất định phải ủng hộ Gà đó nha. Thì các bạn có thấy trong video ngày hôm nay có gì mới không? Đầu tiên là cái background rất là mới đúng không? Tại vì đây là cái phòng của mình khi mà mình chuyển xuống thành phố Hồ Chí Minh. Và lần này thì mình chính thức chuyển xuống đây rồi. Và mình sẽ sống ở đây trong một khoảng thời gian cực kỳ là dài. Nên yeah, các bạn sẽ thấy cái background này thường xuyên đó. Nếu mà mình xuyên, mình văn phong rồi các kiểu thì các bạn sẽ thấy background đổi. Còn nếu không thì nó sẽ là thế này trong một khoảng thời gian rất dài. Có thể là mình sẽ dọn cái giường. Còn cái giường hôm nay không phải là mình không dọn đâu, nhưng mà trong đó đang có một người nằm, roommate của mình. Điều mới thứ hai đó chính là các bạn có thấy không, mình đã cắt máy nè. Mình cắt máy như vậy các bạn có thấy là mình Hàn Quốc hơn. Thì mình phát hiện ra là mỗi lần mình để máy thì nhìn mặt mình sẽ rất là hiền hậu, nhìn sẽ Hàn Quốc hơn. Rồi xong rồi nhìn sẽ cái thứ nói chung là nhìn nó rất là ngu so với cái khoảng thời gian mà không để máy. Tuy nhiên là hiện tại thì mình đang rất là thích cái look này nên mình không hề hối hận tí nào sau khi cắt quả máy này. Mặc dù nhìn nó tương đối là ngu, nhìn nó ngu thật, không phải ngu đùa. Và thứ ba thì mình vừa mới nhuộm lại tóc. Các bạn có thấy là cái quả tóc này, cái màu nâu nhẹ nhàng này kết hợp cùng với quả mái thưa này, nó sẽ tạo cho mình một cái look nhìn nó rất là hiền lành, rất là ngoan ngoãn, nói chung là đàng hoàng không? Chứ không còn tóc hai màu kiểu nhìn ăn chơi hay là sao đó như trước nữa. Nói chung là mình đang tạo dựng lại một cái hình ảnh hiền hậu và đàng hoàng đó. Điều mới thứ tư cũng chính là nội dung chính của video ngày hôm nay. Như các bạn đã nhìn thấy dưới tiêu đề thì đó chính là cắt chân mày. Mình đã có chân mày rồi đây. Ôi da. Thì sau một khoảng thời gian đắn đo, suy nghĩ và logic rất là nhiều thì mình quyết định đi điêu khắc chân mày. Tại vì mình thuộc cái tiếp người thứ nhất sinh ra chân mày đã kiểu như nhạt và không có cái gì hết. Nói chung là chân mày nhạt, đã dạy cùng học lung tung không có gì hết. Rồi cái thứ hai là mình là một đứa cực kỳ lười, không thể nào mà bỏ ra từ 15 tới 20 phút hàng ngày chỉ để kẻ chân mày được. Và cái thứ ba đó chính là mình là một đứa dù có cố gắng như thế nào thì kẻ chân mày cũng rất là xấu. Nói chung là mình không hiểu gì về gọi là mỹ thuật vẽ vời vời. Nên mình nghĩ là việc đi điêu khắc chân mày là một quyết định đúng đắn. Rồi tại sao mình lại chọn điêu khắc không phải là phun hay thêu? Tại vì nếu mà phun hay sao đó thì nó sẽ tạo ra một cái, nó sẽ có một cái shape chân mày, tuy nhiên thì nó sẽ không được tự nhiên một điêu khắc đâu. Tại vì nếu là điêu khắc thì họ sẽ giống như khắc từng sợi mà. Nên cái chân mày của mình nhìn nó sẽ tự nhiên hơn, rồi nhìn nó sẽ thực tế hơn. Và rất là nhiều thứ. Thì đầu tiên trước khi bước đầu vào chia sẻ bất cứ một cái gì cho các bạn thì mình nghĩ là mình nên cho các bạn xem cái quả chân mày của mình. Ê, cái máy của mình nó vuốt qua đường nè, vuốt qua xong kiểu giống không có máy ba. Thì nên mình có thể để hai kiểu. Thì đây là cái chân mày của mình. Hôm nay thì mình đặc biệt không có dặn thêm hay là cũng không có phủ thêm một tí bột hay là kẽ thêm gì hết. Mình để hoàn toàn tự nhiên luôn. Thì đây là chân mày của mình sau khi nó đã lột. Đó, các bạn có thấy là nhìn nó rất là tự nhiên không? Đúng không? Nhìn nó tự nhiên, nhìn nó hợp với cái mặt của mình. Mình thì lúc mà mình chọn dáng chân mày thì mình cũng không đắn đo mấy. Tại mình biết là mình hợp với dáng chân mày ngang nhất, nó sẽ hợp với cái look này của mình nhất. Và thậm chí là với cái dáng chân mày ngang này mình có thể biến tấu một tí, mình kẽ thêm đuôi một chút thì nó cũng thành chân mày kiểu hơi thái rồi kiểu USUK. Nhưng mà nói chung là cái mặt của mình thì mình sẽ nghĩ là nó hợp với cái tướng mà nó hơi ngang vậy, xong rồi nó có đuôi một tí xíu. Rồi bây giờ bắt đầu vào những vấn đề chính mà mình sẽ chia sẻ với các bạn. Vấn đề đầu tiên đó chính là giá cả. Mình cảm thấy đây là cái vấn đề mà có thể là rất là nhiều người quan tâm, đặc biệt là đối với sinh viên như mình chẳng hạn. Thì mình làm một chân mày thì hết 2,5 triệu, thì đây là cái giá mức trung bình. Tại vì mình thấy là có rất là nhiều chỗ ở thành phố Hồ Chí Minh làm ở giá từ 1,5 triệu 2 triệu, và cũng có rất là nhiều chỗ làm từ 3,5 triệu. Thì mình thấy mức 2,5 triệu là mức trung bình. Nó sẽ không quá rẻ và nó cũng không quá đắt, thì mình cảm thấy là nó yên tâm đủ, nó sẽ vừa phải. Và đặc biệt thì đây là chỗ mà bạn mình giới thiệu cho mình nên mình rất là tin tưởng. Mình đã bơi tới và làm ngay luôn. Nói chung là mình không có đắn đo nhiều lắm. Cái gì mình là cái thuộc dạng con người mà cái gì mà nó vừa mới xuất hiện trong đầu mình làm luôn á. Rồi cái vấn đề thứ hai mà mình muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay đó chính là cái vấn đề quy trình. Thì quy trình làm bộ chân mày này các bạn sẽ tốn tầm 3 tiếng ạ. Là các bạn sẽ phải tới chờ người ta ủ tên,
cho các bạn xử đi xử lại, sau đó bắt đầu điêu khắc, rồi điêu khắc đi điêu khắc lại, rồi dập tới dập lui thì nó sẽ tốn tầm 3 tiếng. Về vấn đề nó có đau hay không thì mình nghĩ cũng rất là nhiều người quan tâm. Vấn đề nó có đau hay không thì đối với mình, bởi vì mình đã từng gọi là có xăm hình rồi các kiểu rồi, nên mình thấy là nó cũng không có đau chút nào nữa. Mà đặc biệt là nó còn có UT nữa, nên đối với mình thì nó không có cảm giác gì hết. Chỉ hơi nhỏ nhỏ chút xíu, lâu lâu thôi, chỉ là lâu lâu nó sẽ hơi nhỏ nhỏ chút xíu. Nhưng mà đối với những bạn mà sợ đau thì mình biết là nó sẽ đau đó, không thể nói là nó không đau được. Nó cũng không tới mức gọi là đau đâu đâu đâu, nhưng mà nó sẽ kiểu đau nhẹ nhàng, tình cảm, vui vẻ, hạnh phúc. Nói chung là không có tới mức gọi là đau hoàng đau ngoại. Nó đương nhiên là sẽ không đau bằng xanh đâu, bởi vì lúc xanh thì người ta ít ủ tê, nhưng mà lúc mà người ta điêu khắc chân mày cho các bạn thì bởi vì làm trên mặt nó sẽ đau hơn, thì người ta đã ủ tê rồi. Thì nói chung là có thể nói là hoàn toàn không có cảm giác gì hết. Đối với mình không phải là hoàn toàn không có cảm giác gì hết, mà là 95% là không có cảm giác gì hết. Lâu lâu thì nó mới nhói nhói chút xíu, tới mức mà mình cảm thấy là êm và nhẹ nhàng, tới mức mà kiểu như là lúc người ta làm xong cho mình cái bên chân mày bên phải là mình còn nhìn nha, lúc người ta làm qua chân mày bên trái là mình ngủ luôn, mà rất tỉnh. Đấy, nên nói chung là hoàn toàn không có đau đớn gì đâu. Các bạn, dù các bạn có sợ đau, nhưng mà các bạn tới khi người ta ủ tê xong rồi thì các bạn cũng chỉ cảm thấy hơi nhói nhói thôi, chứ nó hoàn toàn không phải là kiểu đau quằn, đau quại, đau lòng, đau lộn, đúng không? À, các bạn có thấy tay mình đen không? Sau một khoảng thời gian biết chạy xe thì là hậu quả. Đen quá, đen quá. Mình phải bảo vệ tay mới được. Các bạn có biết sản phẩm nào dưỡng trắng tay hay dưỡng trắng cơ thể không? Các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Thì đó là về quy trình, mình cảm thấy là 3 tiếng là một khoảng thời gian hợp lý, hoàn toàn có thể sắp xếp được. Rồi cũng không có đau mấy nên mình cảm thấy không có phiền, mà thậm chí là nằm ở đó tiếng nhạc êm, nếu mà có mưa nữa thì cũng càng ngon. Rồi, tới cái vấn đề thứ 3, đó chính là cái vấn đề mà mình cảm thấy gọi là phiền phức nhất. Đó chính là cái vấn đề dưỡng, bảo dưỡng cái chân mày này trong cái khoảng thời gian nó chưa bong. Chúng ta đều biết là sau khi mà chúng ta giống như xăm vậy thôi, thì khi chúng ta mà điêu khắc hay xăm lên thì chúng ta sẽ phải để một khoảng thời gian để cho nó đóng mày, và sau đó thì nó sẽ bong ra thì nó mới được như thế này, đúng không? Mà trước đó thì sao, nó đậm lè đậm lét, tới mức mà kiểu mình thấy nhìn mình y chang Valak luôn ấy, y chang Valak luôn, mà nhìn mình kiểu nói chung là bạn mình nhìn đứa nào cũng cười ấy. Roommate của mình còn gọi mình là Shin cô bé bút chì, cái thứ cái nọ. Nói chung là rồi chụp hình thì ai cũng kiểu cặp chứng minh chuyện gì đang xảy ra vậy nhờ, mọi người đều kiểu tấn hận lòng và tá hỏa, thì mình cũng sợ lắm luôn. Mà mình kiểu ok, nhưng mà đây là một khoảng thời gian mắc cười trong cuộc đời mình, thì mình cũng chụp rất là nhiều hình, chứ thường thường là các bạn sẽ thấy là người ta ít chụp hình trong khoảng thời gian này, đúng không? Nhưng mà không, đối với mình là mình vẫn chụp hình bình thường, tại mình thấy là ok, dù sao nó cũng là một khoảng thời gian trong cuộc sống của mình thì mình lưu lại thôi. Rồi sau này nhìn thì có thể là mình sẽ mắc cười đấy, mà nói chung là rất là phiền phức luôn. Và nó đậm á là đậm, mà nhìn mình kiểu ô xấu là xấu, kiểu mấy ngày đó mình nói sao ta, sao mấy ngày đó mình lại ra được nhiều được như vậy ta, thấy nó phải ở nhà chứ đúng không? Nhưng mà được, mình vẫn ra được. Và kiểu như là người ta nhìn cái cặp chân mày của mình ai mắc cười á, nói chung là mình cũng mắc cười, nên coi như là đó là cái chủ đề để tất cả mọi người cười trong vòng tuần đi ha. Rồi sau đó thì sao, mình cũng không được giống như là không được để nước độn chân mày á, mà mình thì không có hảo việc đi tiệm gội đầu cho lắm. Các bạn biết là làm sao mà mình gội đầu được trong khi mà nước nó sẽ bay vào chân mày, đúng không? Đương nhiên nếu mình dội nước từ trên xuống thì nó sẽ vô chân mày rồi, thì nguyên một tuần đó mình không gội đầu thế thôi. Phiền, khá là phiền. Rồi nó còn kiểu nó bong lên thì nó còn ngứa 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 nữa. Căn bản cái khoảng thời gian 7 đến 10 ngày sau khi mà các bạn làm chân mày á, thì các bạn nên có một khoảng thời gian để mình không phải gặp những người quan trọng, ví dụ như là bạn trai mới quen, hay là đừng gặp những người quan trọng trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ hối hận. Đặc biệt là những người mà mới gặp bạn lần đầu nữa thì họ sẽ có một ấn tượng là bạn sẽ có gặp chân mày sâu đó, nhưng mà sau 7 đến 10 ngày thì nó sẽ bong ra và như bạn sẽ rất là tự nhiên như mình bây giờ. Đấy, thì các bạn và mình thấy cái vấn đề mà quan trọng nhất vẫn chỉ là vấn đề bảo dưỡng nó như thế nào thôi. Các bạn thậm chí còn không được để cho giống như là cosmetics hay là bất cứ thứ gì đụng vào chân mày trong quá thời gian, khoảng thời gian nó đang bong nữa, nên quá trình rửa mặt cũng khá là phiền phức. Mình cũng không rửa mặt luôn, hầu như là mình sẽ sử dụng nước tẩy trang, sau đó rồi mình lau lại một lần nữa bằng nước bình thường, rồi mình lau lại một lần nữa là bằng nước pha hồng thôi. Đó, các bạn nhớ cái tip của mình nha. Nếu mà các bạn có phải ra đường á, các bạn hạn chế trang điểm thôi, tại vì trang điểm mà tẩy trang qua loa thì nó sẽ không có tốt. Tuy nhiên là nếu các bạn ra đường, các bạn ít trang điểm rồi các bạn dùng miếng pad, các bạn về nhà các bạn dùng miếng pad thấm nước tẩy trang, lau hết bụi đi rồi đó. Roommate của mình kia
rồi các bạn dùng thêm một miếng phết nữa thấm nước bình thường rồi lau qua lại, rồi lại thêm một miếng phết nữa lau nước hoa hồng thì mình thấy là nó cũng sạch đó. Mấy của mình nãy giờ rất là lằng quằng nha, đúng hết nha. Giới thiệu các bạn, bạn roommate của mình cực kỳ đáng yêu luôn. Nhìn cái mặt nó là các bạn cười cả ngày rồi, nhưng mà trong cái khoảng thời gian mình làm chân mày thì nó lại cười vô cái mặt mình. Thì đó là cái cycle of life rồi, nó sẽ kiểu karma does come around. So thì cái khoảng thời gian đó mình thấy là khá phiền phức rồi, 7-10 ngày sau khi làm chân mày xong thì phiền phức. Nhưng mà sau đó, sau khi nó bong hết rồi thì tự nhiên không? Nguy hiểm không? Đấy, mình thấy là từ ngày mà mình có chân mày thì mình nguy hiểm hẳn hơn trước. Cool. Thì đó, đó là tất cả những chia sẻ của mình về cái việc làm chân mày của mình. Không biết video này giờ đã dài được bao nhiêu phút rồi nhỉ? Tại vì nãy giờ mình cắt đi cắt lại cũng chắc cũng 3-4 lần nên không kiểm soát được. Nhưng mà nói chung là mình nhớ các bạn qua đi và từ đây mình sẽ ra video hàng tuần. Các bạn có thích không? Thì mình sẽ bấm tin nhắn bạn của nó và mình hứa với các bạn từ đây mình sẽ chăm chỉ hơn. Chắc chắn luôn mình sẽ ra video một cách rất là thường xuyên nên các bạn đừng có bỏ ngang nha. Không tôi sẽ buồn lắm đó. Chúc các bạn một tuần làm việc, học hành, ăn chơi vui vẻ, hạnh phúc. Không có nhiều nữa, chúng ta hãy kết thúc video tại đây và hẹn gặp chết mất thôi. Các bạn có thấy là kiểu giống như là mình lâu rồi không quay video nên thậm chí cái câu tạm biệt mình nói cũng không xong đâu. Nói lại nè, bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn thích mình làm video về chủ đề gì thì nhấn comment below and then I do all for you guys.